thay cho trường hợp của Abbas. Người chuyển bóng rất đẹp của Cissé. Cơ tỷ số là 1-0 cho cao thủ BKM Bình Dương. Không ai khác đó là Tiến Linh. Một tình huống phản công trực diện rất hay của BKM Bình Dương. Và ngay lập tức thì Cissé Đao Đà đã đặt dấu ấn của mình bằng một đường truyền rất hay cho tốc độ của Tiến Linh. Mùa giải trước thì Tiến Linh có 6 bàn thắng cho BKM Bình Dương. Và vòng 2 này thì anh đã lên tiếng. Có lẽ người mắc lỗi vị trí đó là Đinh Tiến Thành. Khoảng trống đã được tạo ra và ngay lập tức BKM Bình Dương đã trừng phạt hàng thủ của đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Một trong những tình huống được coi là sở trường của Nguyễn Tiến Linh. Khoảng trống được tạo ra và tốc độ của Tiến Linh đã được phát huy. Một tình huống dứt điểm rất quyết đoán. Có thể thấy là tốc độ của Đinh Tiến Thành trong pha bóng vừa rồi là không tốt. Cái vị trí của anh trước đó thậm chí còn đứng dưới Nguyễn Tiến Linh. Chúng ta một lần nữa xem lại tình huống chạm bóng đầu tiên của Tiến Linh. Quá ấn tượng, quá cảm giác, không thể chê vào đâu được. Được chuyền bóng của Cissé Đao Đà nữa. Mọi thứ đều diễn ra quá hoàn hảo với bàn thắng đầu tiên của BKM Bình Dương. Mặt sân Thanh Hóa rất đẹp. Bây giờ sẽ là Tiến Linh, đội trưởng của BKM Bình Dương. Tiến Linh rất đơn giản và nhẹ nhàng, tỷ số được sắp bằng 2-2. Tiến Linh đã đánh lừa được thủ môn Đình Triệu. 4 bàn thắng đã được ghi, 2 lần các cầu thủ Hải Phòng vươn lên, là 2 lần BKM Bình Dương san bằng tỷ số. Sự ép dồn dập từ phía đội chủ nhà trong những phút thi đấu vừa qua. Bây giờ thì họ đã có được điều cần thiết, đó là bàn thắng san bằng tỷ số. Trận đấu thứ 2 trên sân nhà ở mùa giải năm nay, và họ không muốn kết thúc nó bằng một thất bại nữa. Quả đá của Tiến Linh đánh lừa được thủ môn Đình Triệu. Trước Thanh Hóa và trước Phan Quảng Ninh thì lại họ đã thất bại trước Bình Định, thất bại trước Bình Dương. Nguy hiểm, pha xử lý khá hay. Vẫn còn Tiến Linh. Tiến Linh đã tận dụng quá tốt sai lầm của hàng phòng ngự cũng như là thủ môn Thanh Bình. Bên phía FB Đà Nẵng, cái duyên ghi bàn của Tiến Linh vào lưới của bộ FB Đà Nẵng một lần nữa lại được lặp lại trong trận đấu ngày hôm nay. Trước khi trận đấu này diễn ra thì Tiến Linh đã có tới 4 bàn thắng vào lưới của FB Đà Nẵng ở những mùa giải trước. Và bây giờ anh đã lên tiếng. Tiến Linh đã ghi bàn ở một thời điểm rất quan trọng và giúp cho BKM Bình Dương có được niềm tin, có được thế trận để thi đấu tốt hơn trong quãng đường tiếp theo của trận đấu này. Và một lần nữa huấn luyện viên Phan Thanh Tùng phải ôm đầu vì những sai sót nơi hàng phòng ngự. Nó bắt nguồn từ một tình huống trả bóng về quá nhẹ của trung vệ Lâm Anh Quang. Thanh Bình đã không dám dùng tay để bắt bóng trong pha bóng này. Và Edinson đã có một tình huống tiếp ứng rất nhanh bằng một đường truyền, một chạm nhạy cảm đến vị trí của Tiến Linh. Và tiền đạo số 1 của đội tuyển quốc gia đã có một pha xử lý có thể nói là mẫu mực, khống chế và xoay người dứt điểm gọn gàng, chính xác, hạ gục hai cầu thủ phòng ngự bên phía EB Đà Nẵng. Tiến Linh không có cơ hội nào cho thủ môn của đội chủ nhà. Cú dứt điểm tung nóc lưới, tỷ số được rút ngắn xuống 1-4 cho BKM Bình Dương. 5 bàn thắng đã được ghi trong trận đấu ngày hôm nay và rất có thể đây sẽ là bàn thắng danh dự của BKM Bình Dương. Cú sút quá khó của Tiến Linh.
Thì huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn cũng đã thay Hoàng Bảo ra khỏi sân để đưa Thanh Thảo về vị trí sở trường của anh. Tiến Linh! Ở pha đánh đầu thứ hai của mình trong trận đấu này thì Nguyễn Tiến Linh đã lại ghi bàn. Thật sự là xuất sắc. Ngày hôm nay là ngày Quốc khánh Việt Nam và Tiến Linh có một pha ăn mừng hết sức ý nghĩa. Lá cờ đỏ sao vàng đã được căng lên sau bàn thắng thứ hai của BKM Bình Dương và đó là bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh. Cả hai bàn thắng của BKM Bình Dương ghi được vào lúc này đều thực sự rất đẹp, rất đẹp. Như nói thì đánh đầu cũng chính là một những điểm mạnh của Nguyễn Tiến Linh. Và ở tình huống thứ hai, anh chạm đầu trong trận đấu này thì Tiến Linh đã có bàn thắng. 2-1 cho BKM Bình Dương ở phút thứ 38 của trận đấu này. Cùng xem lại tình huống này. Pha tạt bóng quá chính xác của Thanh Thảo. Đã sẽ cùng xem cách mà Edison đã lôi hút các hậu vệ của Viettel và Tiến Linh đã âm thầm xâm nhập vòng cấm của đội khách như thế nào. Đường tạt bóng quá hay của Thanh Thảo và cái chạm đầu cũng quá xuất sắc của Nguyễn Tiến Linh đã góp công vào bàn thắng thứ hai cho BKM Bình Dương ở trận đấu này. Cú pha ăn mừng thực sự ý nghĩa của tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng đã được căng lên sau bàn thắng thứ hai của BKM. Sẽ có một quả đá phạt 11m và một chiếc thẻ phạt dành cho Văn Công. Cơ hội để cho BKM Bình Dương có bàn thắng danh dự trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha thoát xuống của Hồ Sĩ Giáp. Lỗi lớn thuộc về thủ môn Văn Công. Một động tác thừa và có lẽ là không quá cần thiết bởi một góc như vậy với cú đẩy bóng của Hồ Sĩ Giáp. Vẫn còn những người đồng đội của anh hoàn toàn có thể làm chủ tình hình. Thẻ vàng dành cho Văn Công. Và bây giờ thì anh sẽ phải đối mặt với quả đá phạt 11m của đối phương. Cơ hội sẽ được trao cho Tiến Linh. Tiến Linh, và liệu anh có bàn thắng thứ 6 ở mùa giải hôm nay? Rất chính xác. Đó là bàn thắng thứ 6 của Tiến Linh mùa này và là bàn thắng giúp cho BKM Bình Dương ít nhất thì cũng đã có được bàn thắng trên sân hàng đẫy ngày hôm nay. Tỷ số là 4-1. Trên sân hàng đẫy ngày hôm nay đã có 5 bàn thắng được ghi. Phút thứ 88. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Và đây là cú đá 11m chính xác của Tiến Linh. Mặc dù Văn Công đã đoán được hướng dứt điểm nhưng anh cũng không thể có được một tình huống cản phá. Có thể dứt điểm. Đã quyết định chuyền bóng và Tiến Linh làm gì đây? 2-0 cho BKM Bình Dương. Bàn thắng thứ 7 của Tiến Linh và là bàn thắng thứ 2 liên tiếp của cầu thủ này trong hai trận đấu gần nhất. Tiến Linh đã có một sự trở lại sau chấn thương vô cùng ấn tượng. Tiếp tục là những niềm vui dành cho các cổ động viên của BKM Bình Dương trên khán đài sân vận động Hòa Xuân. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn và các học trò cũng đang có một cơ hội lớn hơn để mang về chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Một đường chuyền rất sắc sảo. Tiến Linh cũng đã vượt qua được sự truy cản của Tuấn Mạnh. Hãy dành lời khen cho Thanh Thảo với một pha chọc khe. Pha xử lý của Tiến Linh cũng là rất bình tĩnh và khi khung thành rộng mở thì không có lý do gì để cầu thủ mặc áo số 22 lại từ chối đường chuyền rất thuận lợi của đồng đội. 2-0 cho BKM Bình Dương và nguy cơ bại trận đang trở nên hiện hiện với SHB Đà Nẵng. Tiếp tục là một đường chuyền dành cho Tiến Linh. Tiến Linh có khoảng trống. Dứt điểm. Và như vậy là đã có bàn thắng thứ 3.
rất đẹp mắt. Chân sút mang áo số 22 đã có một cú dứt điểm rất chính xác để nâng tỷ số lên 3-0. Rất đáng tiếc cho đội chủ nhà. Hãy cùng xem lại pha làm bàn rất đẹp mắt này của Tiến Linh. Edison di chuyển và khiến cho các cầu thủ phòng ngự của SHB Đà Nẵng buộc phải lùi sâu. Đó là lúc mà Tiến Linh có thêm những khoảng trống và thời gian để căn chỉnh trước khi đưa ra một cú dứt điểm chính xác. Thủ môn Tuấn Mạnh mặc dù đã rất nỗ lực cản phá, nhưng những gì mà thủ môn này có thể làm được chỉ là vào lưới nhặt bóng mà thôi. 3-0 cho BKMX Bình Dương. Tiến Linh đã có cho mình một cú đúp, nhưng có vẻ như chấn thương của anh đã tái phát. Số 22 của BKMX Bình Dương đang ra dấu để xin rời sân. SHB Đà Nẵng có thêm một sự thay đổi người với sự xuất hiện của Huy Hùng bên ngoài đường pitch. Tiến Linh bây giờ thì đã phải rời sân bằng cáng rồi. Một trận đấu đáng khen của chân sút mang áo số 22 để tiếp tục khẳng định mình là chân sút nội số 1 của V-League năm nay. Bánh đâu! Rất thú vị khi mà cả 3 bàn thắng của câu lạc bộ BKM Bình Dương đều đến theo một kịch bản, những tình huống cố định. Và ngay sau khi ghi bàn thì Tiến Linh đã yêu cầu ban huấn luyện cho anh ra nghỉ. Hãy cùng xem tình huống bật nhảy và đã chiến thắng Đàm Tiến Dũng. Đây cũng là pha bóng mà các cầu thủ hậu vệ của đội bóng Sư Thanh đã mắc lỗi trong việc kèm Tiến Linh. Ba cú đánh đầu của BKM Bình Dương và gần như chắc chắn đã ở lại với đội bóng BKM Bình Dương trong cuộc đối đầu với Đông Á Thanh Hóa.